Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành nghị quyết số 18 sửa đổi bổ sung một số điều quy định chính sách thu hút đãi ngộ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, Nghị quyết số 18 sửa đổi bổ sung khoản 6 điều 1 Nghị quyết số 11 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cụ thể như sau. Mức hỗ trợ đãi ngộ nguồn nhân lực được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng, không dùng làm căn cứ để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Thời gian không tính hưởng đãi ngộ gồm thời gian nghỉ chế độ thai sản, nghỉ việc riêng không hưởng lương, thời gian đi học liên tục, nghỉ ốm, bị tạm đình chỉ công tác từ 1 tháng trở lên. Trường hợp người được đãi ngộ đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ có liên quan đến quy định đãi ngộ trong nghị quyết này thì chỉ được hưởng một mức đãi ngộ cao nhất. Nghị quyết số 18 cũng sửa đổi bổ sung mức hỗ trợ giáo viên tiếng Anh tin học trong các trường phổ thông công lập tại xã phường thị trấn khu vực 3 hoặc tại thôn bản tổ dân phố đặc biệt khó khăn của xã phường thị trấn khu vực 1 và khu vực 2 là 150 triệu đồng đối với giáo viên tiếng Anh, 50 triệu đồng đối với giáo viên tin học. Tại xã phường thị trấn khu vực 2, được hỗ trợ 120 triệu đồng đối với giáo viên tiếng Anh, 40 triệu đồng đối với giáo viên tin học. Tại xã phường thị trấn khu vực 1, trừ thị trấn huyện lỵ, được hỗ trợ 100 triệu đồng đối với giáo viên tiếng Anh.